Có phải bạn đang muốn học tập nâng cao kiến thức về điện ô tô hay về kỹ thuật chẩn đoán ô tô đời mới nhưng có rất nhiều những nguyên nhân không thuận lợi ảnh hưởng tới bạn? Có thể là do tình hình Covid đang diễn biến phức tạp làm bạn không thể học tập trực tiếp được, hay là do học phí và chi phí ăn ở quá cao mà bạn chưa có thể sắp xếp được, hoặc là có nhiều bạn thì do là ở quá xa bạn không thể tới trung tâm VATC để học được, hoặc là có những bạn thì chưa sắp xếp được thời gian do công việc hiện tại của mình đang quá nhiều, và có rất nhiều những nguyên nhân khác ảnh hưởng tới bạn. Xin chào các bạn, tôi là Đặng Văn Luyện, giám đốc trung tâm VATC. Thời gian vừa qua thì có rất nhiều bạn đặt các câu hỏi về cho chúng tôi. Các bạn quan tâm về các khóa học về điện ô tô, các khóa học về kỹ thuật chẩn đoán ô tô đời mới, học theo hình thức online, học trực tuyến. Nếu bạn đang là những người thợ sửa chữa ô tô, các kỹ thuật viên tại các trạm dịch vụ, các cái gara ô tô, bạn đang là những người quản lý gara ô tô hay những trạm dịch vụ, hay là bạn là những người sinh viên học ngành ô tô, những người đam mê trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô, những người công tác trong ngành ô tô và có liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật, thì video này chính xác là dành cho bạn, đừng bỏ lỡ nó. Hiểu được những cái khó khăn, những cái thách thức của các bạn, trung tâm VATC đã xây dựng ra những chương trình học tập rất bổ ích, học tập từ xa thông qua hình thức học tập trực tuyến và hình thức học tập online. Các bạn có thể lựa chọn hình thức học tập trực tuyến để học trực tiếp cùng với người thầy thông qua những cái phần mềm học tập từ xa, và các bạn có thể sử dụng học cho lựa chọn những cái gói chương trình đào tạo online. Các bạn được học tập từ những cái video, những cái bài giảng đã được biên tập sẵn của trung tâm VATC. Trung tâm VATC xây dựng những cái chương trình theo từng level, phù hợp với từng đối tượng và phù hợp với từng nhu cầu của các bạn. Có thể là những chương trình đào tạo về điện thân xe nâng cao, có thể là những chương trình đào tạo về kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa hệ thống điện điều khiển động cơ nâng cao, hay những chương trình đào tạo về kỹ thuật ứng dụng phần mềm tra cứu, ứng dụng tài liệu kỹ thuật vào trong công việc sửa chữa, hay có những chương trình đào tạo về kỹ thuật chẩn đoán các hệ thống điều khiển điện tử đời mới ở trên ô tô. Rất nhiều những chương trình bổ ích và phù hợp cho bạn để bạn lựa chọn. Chẳng cần phải bàn cãi, chúng ta cũng đã thấy những năm gần đây có những sự thay đổi đột phá của những ứng dụng nền tảng Internet trong các lĩnh vực nói chung và sự ứng dụng Internet trong ngành giáo dục nói riêng đã mang lại rất nhiều những hiệu quả và tính thiết thực cho người học. Việc học tập trực tuyến không còn phải bàn cãi về tính ứng dụng mà đã chắc chắn là giải pháp học tập của hiện tại và tương lai, mang lại rất nhiều những lợi ích lớn như tiết kiệm thời gian cho học viên. Học viên không còn phải mất rất nhiều thời gian để di chuyển đi và về mỗi buổi học nữa. Tiết kiệm chi phí học tập cho học viên với mức học phí rất thấp, thấp hơn nhiều so với học trực tiếp, mang trường học về ngay tại căn phòng của bạn. Bạn có thể học được bất kỳ ở nơi nào chỉ cần có Internet. Bạn học một mình tại một thời điểm sẽ giúp bạn dễ dàng tập trung và không bị phân tâm khỏi bài học. Thời gian học tập linh hoạt phù hợp cho mọi đối tượng, có thể lưu trữ lại bài học và học tập lại nhiều lần nếu bạn muốn học kỹ hơn. VATC là đơn vị tiên phong tại Việt Nam áp dụng hình thức học nghề kỹ thuật ô tô ở nền tảng online, học trực tuyến, giúp bạn nâng cao những giải pháp học tập hiệu quả, tiết kiệm hơn và mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho học viên. Khi bạn lựa chọn các khóa học VATC, bạn sẽ được tặng những tài liệu học tập tương ứng với những khóa học bạn lựa chọn. Bạn được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cùng với những giảng viên nhiều năm kinh nghiệm, và đặc biệt bạn được tham gia vào một môi trường, một cộng đồng những học viên VATC ở khắp cả nước với hàng ngàn những học viên với kiến thức và nhiều năm kinh nghiệm tay nghề. Ngoài những ưu đãi khi đăng ký từng khóa học ra, khi anh em đăng ký combo 3 khóa học thì học phí chỉ còn 7.999.000. Anh em còn được tặng kèm 7 cuốn sách điện ô tô mới nhất và cực kỳ chất lượng. Để đăng ký khóa học, anh em nhanh tay gọi đến số hotline 0945711717, 0944135339, hoặc truy cập vào website www.hocdienototruyen.pro.